Tyler Diệp xin chào tái ngộ đến quý khán giả của kênh YouTube TD Broadcasting. Được thực hiện thêm một cái video nữa trong ngày hôm nay dành cho những quý vị nào mà rất hứng thú với các bản tin tức liên quan đến vấn đề chính trị. Thưa quý vị, hiện tại là gần 6 giờ chiều giờ California, có nghĩa rằng là sẽ là 9 giờ tối giờ miền đông của Hoa Kỳ. Chúng ta còn vài tiếng nữa mới chính thức bước qua năm 2021. Tyler xin cảm ơn tất cả các khán giả cũng như là những người mà ủng hộ cho kênh của tôi đã gửi lời chúc mừng Happy New Year trên cái phần video vừa rồi. Xin một lần nữa, đối với những quý vị nào mà chưa có dịp để xem cái video cũ, Tyler xin có gửi lời Happy New Year, chúc mừng năm mới đến với quý vị. Và sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi bước vô bản tin chót trong ngày hôm nay liên quan đến vấn đề chính trị. Thưa quý vị, 2-3 ngày trước, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, đó là như ngày 28 hay là ngày 29 tại gì đó, thì chúng tôi đã đưa cái bản tin này rồi. Cái headline, đây là headline cũ. Headline này chỉ biết rằng là một ông dân biểu liên bang và một số các đảng viên bên Cộng Hòa ở tại tiểu bang Texas đã đệ đơn kiện Phó Tổng thống Mike Pence. Và trong cái đơn kiện này, yêu cầu là tòa án làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tòa án nên hủy bỏ đi đạo luật Electoral Count Act mà đã được thông qua vào năm 1887. Và sau đó, cái đơn kiện này yêu cầu rằng là tòa nên ủy quyền cho người phó tổng thống của nước Mỹ có toàn quyền để mà chọn là đếm hay là không đếm những lá phiếu cử tri đoàn tại những tiểu bang nào mà ông muốn. Tóm tắt đó là cái đơn kiện của cái phe Cộng Hòa, đồng minh của Tổng thống Trump. Và cái tòa án cấp liên bang có trụ sở tại tiểu bang Texas đã thụ lý cái hồ sơ này. Và thưa quý vị, cái người thẩm phán này đã yêu cầu rằng là Phó Tổng thống Mike Pence, người bị kiện, phải trả lời cái đơn kiện này vào trưa ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, Phó Tổng thống Mike Pence coi như là đã trả lời rồi. Thì cái vấn đề mà chúng tôi muốn được chia sẻ kế đến quý vị đó là nó sẽ như thế nào. Quý vị nhìn cái headline này nè. Đây là cái headline của đài truyền hình Newsmax, một trong những đài mà Tổng thống Trump yêu chuộng nhất. Cái tựa đề là Mike Pence yêu cầu thẩm phán nên bác bỏ đơn kiện của dân biểu Cộng Hòa. Đó là của Newsmax. Đó là cái headline của Newsmax. Cái headline kế tiếp nữa, thưa quý vị, là cái headline của tờ Wall Street Journal. Wall Street Journal cũng viết rằng Mike Pence yêu cầu bác bỏ đơn kiện từ phe Cộng Hòa để mà ủy quyền cho ông có thể lật đổ kết quả bầu cử. Đó là cái main headline của tờ Wall Street Journal. Cái tích phụ hay là cái tựa đề phụ ở dưới viết rằng Bộ Tư pháp gọi đơn kiện của dân biểu liên bang Louis Gohmert của Texas là một cái sự mà gọi là nó ngang trái về vấn đề pháp lý. Chúng tôi xin tạm dịch như vậy cái headline của tờ Wall Street Journal. Cái headline của đài truyền hình CNBC, là một chi nhánh của đài truyền hình NBC, viết rằng Bộ Tư pháp chống đối lại đơn kiện của phe Cộng Hòa nhằm để cho Mike Pence có thể lật đổ kết quả bầu cử của Biden có lợi cho ông Trump. Ok, đó là cái headline của CNBC. Thì quý vị thấy rằng là tôi chọn nhiều headline và sau đây thì mình mới đi vô cái phần tin cũng như sau đó là cái phần bình luận. Thì thưa quý vị, nếu mà dựa theo những headline này đó thì chúng ta biết được gì? Là ông Pence bị tòa án ra lệnh là phải trả lời. Thì trong cái cương vị này đó, ông Pence không có trả lời trực tiếp, tại vì lúc nào là ông là cái người mà bị kiện thì phải có luật sư để đưa ra kiện cho ông. Một số cái tờ báo cho biết rằng là ông là cái người
mà muốn bác bỏ cái vụ kiện này theo cái tựa đề của họ. Đài truyền hình NBC thì nói rằng là Bộ Tư pháp không thích cái vụ kiện này. Thì bây giờ cái vấn đề nó là như thế nào? Về vấn đề dữ liệu đó, về vấn đề dữ kiện, chúng tôi xin lỗi quý vị. Luật sư của Bộ Tư pháp thay mặt cho Phó Tổng thống Mike Pence là người bị kiện, đệ đơn để mà yêu cầu tòa án bác bỏ cái đơn kiện của dân biểu liên bang Texas Louie Gohmert và các đồng minh của ông. Và họ nói rằng là cái đơn kiện này của dân biểu Gohmert là đã kiện sai người. Thưa quý vị, họ nói rằng là đã kiện sai người. Đơn trả lời của Bộ Tư pháp đại diện hay là thay mặt cho Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng là luật hiện hành ủy quyền cho lưỡng viện quốc hội là cái định chế cuối cùng để mà chọn là đếm hay là không đếm phiếu cử tri đoàn của tiểu bang nào. Cho nên nếu mà ông Gohmert muốn kiện tụng gì đó thì hãy đi kiện quốc hội chứ đừng có kiện Phó Tổng thống. Là tại vì trong trong cái luật đó mà được thông qua vào năm 1887 đó, họ chỉ nói rằng là cái người Phó Tổng thống chỉ đóng cái vai trò có tính cách nó biểu tượng thôi, là ceremonial. Có như thế nào thì ông đọc thì ông tuyên bố như vậy. Hễ mà giấy tờ văn kiện trình lên nói là Joe Biden có được 306 phiếu cử tri đoàn thì cái trách nhiệm hay là cái bổn phận của ông Mike Pence trong ngày 6 tháng Giêng là cầm tờ giấy đó, họ biết làm sao đọc vậy. Cái đó là cái lập luận của bên Bộ Tư pháp thay mặt cho ông Pence để mà trả lời, hay là nhiều khi thay mặt cho chính phủ để mà trả lời. Dĩ nhiên rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ không có hài lòng với cách trả lời này của Bộ Tư pháp, nhưng mà cái chuyện này thì chúng tôi cũng không rành là họ sẽ giải quyết cái vụ đó như thế nào. Nhưng đây là cách trả lời của luật sư thay mặt cho ông Pence khi mà họ lập luận rằng là tu chính án số 12 khi mà thiết lập ra cái hệ thống bầu cử hiện nay đó, của nước Mỹ đó, chỉ ủy quyền cho cái người phó tổng thống đóng một cái vai trò biểu tượng thôi, chứ không phải là một cái người mà toàn quyền có thể quyết định. Tại nếu mà toàn quyền quyết định thì thôi, thì cái người phó tổng thống họ có nhiều quyền hạn quá. Đó cũng là một cách lập luận của một số người. Một số người lập luận rằng nếu mà phó tổng thống là cái người mà có thể chọn ra được ai là hay là phiếu cử tri đoàn nào của tiểu bang nào được đếm, nếu mà như vậy thôi cần bầu cử làm gì nữa. Dĩ nhiên là cái lập luận này nó cũng không có được cái sự gọi là đồng nhất của đại chúng. Phần nửa người kia vẫn nói rằng là không phải, đây là vấn đề gian lận, cho nên chúng ta cần có một cái người như là ông Pence đứng vô để mà can thiệp. Đó. Thì thưa với quý vị, chúng tôi vừa mới trình bày những cái dữ kiện của cái bản tin này, thì bây giờ mình đi ngược lại về vấn đề mà gọi là cái hậu quả chính trị của nó. Cái hậu quả chính trị của nó là gì? Là câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra đó. Luật sư trả lời đơn kiện này, họ có tham khảo và họ có lập luận đúng theo ý của ông Pence 100% hay không? Okay. Cái mà tôi muốn hỏi rằng đây là luật sư khi mà họ để cái đơn này vô để mà họ trả lời tòa án, theo lệnh của tòa là ông Pence phải trả lời đó, thì những cái người luật sư mà viết cái đơn trả lời này, họ có tham khảo ông Pence và họ đã có được ông Pence dặn dò là phải viết như vậy không, hay là họ chỉ dựa theo cái sự hiểu biết của họ về vấn đề pháp lý rồi họ trả lời như vậy thôi, coi như là nó xong, ông Pence cũng không có nhiều chuyện mà gọi là phải bổ sung thêm vô trong đơn kiện này. Bây giờ mình nói đến cái ví dụ là luật sư của Bộ Tư pháp đã tham khảo với ông Pence rồi và ông Pence yêu cầu họ là phải trả lời như vậy đi, thì quý vị thấy rằng là cái đơn trả lời như vậy nó hoàn toàn nó đi ngược lại
với cái kỳ vọng của đồng minh Tổng thống Donald Trump, nó hoàn toàn là nó đi ngược lại với cái ý nguyện hay là cái ham muốn của Tổng thống Donald Trump, cái expectation của Tổng thống Donald Trump. Tại vì Tổng thống Trump muốn là cái người phó tổng thống của mình phải tranh đấu cho mình, phải binh vực mình trước ngày 6 tháng Giêng, và dĩ nhiên là trong ngày 6 tháng Giêng, ông Trump muốn ông Pence phải đứng về chiến tuyến của mình và phải có một cái vai trò mà gọi là nó đứng đầu cái chiến tuyến mà gọi là chống đối cái việc đó. Chứ Tổng thống Trump không muốn Mike Pence đóng một cái vai trò mờ nhạt, đó là sao? Luật sao thì tôi nói vậy, tôi không có muốn xen vô chuyện nhiều. Thì nếu mà thật sự là luật sư của Bộ Tư pháp đã tham khảo với ông Pence để mà đưa ra cái câu trả lời như vậy, nó cho chúng ta hiểu được chuyện gì? Nó cho chúng ta hiểu được rằng là mình không nên kỳ vọng nhiều quá về Phó Tổng thống Mike Pence trong ngày 6 tháng Giêng. Nếu mà mình nghĩ rằng là ông sẽ làm những cái chuyện gì đó mà nó vượt quyền hạn của ông. Vượt quyền hạn có nghĩa đây rằng là từ trước đến giờ vai trò của Phó Tổng thống như thế nào thì ông Pence dự trù sẽ làm đúng cái vai trò như vậy, không hơn, không bớt. Nếu mà đơn kiện nào, đơn khiếu nại nào của dân biểu liên bang mà có một cái chữ ký của thượng nghị sĩ liên bang thì ông Pence sẽ cho hai viện bỏ phiếu, rồi sau đó ông sẽ đọc cái kết quả. Chứ còn nếu mà nói rằng là ông Pence sẽ đơn phương cầm cái búa gõ lên bàn và ra lệnh rằng là tôi chỉ muốn đọc hay là tôi chỉ muốn đếm cái phiếu cử tri đoàn phe Cộng Hòa tại tiểu bang Pennsylvania mà thôi, tôi không có muốn đếm những cái phiếu cử tri đoàn bên dân chủ của bên Pennsylvania, hay là tôi chỉ muốn đếm lá phiếu mà do cử tri đoàn Cộng Hòa gửi vô ở tại Georgia, chứ tôi không muốn đếm lá phiếu cử tri đoàn bên dân chủ gửi vô ở Georgia. Thì đây là một cái tín hiệu cho chúng ta biết rằng là ông Pence, ông sẽ không có làm những cái chuyện như vậy. Ông không có làm những chuyện như vậy. Và những người mà đang gọi là ỷ lại, những người mà đang kỳ vọng, đang cầu nguyện là Phó Tổng thống Mike Pence sẽ đóng cái vai trò gọi là ván bài lật ngửa hay là lá bài lật ngửa gì đó, chắc là sẽ thất vọng. Cái đó là một trong những giả thuyết. Cái giả thuyết thứ hai, thưa quý vị, đó là Bộ Tư pháp họ đã không có tham khảo với ông Pence và họ viết ra cái đơn của họ, họ viết cái đơn trả lời thế cho ông Pence mà không có tham khảo với lại Phó Tổng thống, và họ dựa theo những cái hiểu biết của họ về vấn đề pháp lý và họ trả lời, thì cái đó là khác. Nếu mà cái trường hợp, cái giả thuyết thứ hai nó xảy ra đó, thì chúng ta phải chờ xem coi là 6 tháng Giêng ông Pence sẽ phản ứng như thế nào. Tại vì trong cái trường hợp này nó cũng chỉ có hai cái giả thuyết thôi. Nhưng thưa quý vị, theo cái sự mà gọi là hiểu biết cá nhân của tôi đó, nếu mà tôi là một cái người luật sư của Bộ Tư pháp, luật sư làm cho Bộ Tư pháp, với một cái đơn kiện hồ sơ pháp lý nó quan trọng như thế này, thì trước khi mà tôi viết, chắc tôi cũng phải đi tham khảo với là cái người thân chủ của tôi. Mà trong trường hợp này, cái người thân chủ của tôi đó là Phó Tổng thống Mike Pence. Tại vì tôi làm cho Bộ Tư pháp, cái người sếp của tôi là cái người mà đang bị người khác kiện, dân biểu liên bang là thuộc lập pháp kiện Phó Tổng thống thuộc cơ quan hành pháp, thì tôi là nhân viên của Bộ Tư pháp, thì tôi phải đi tham khảo với cái người thân chủ của tôi rằng là bây giờ ông muốn cho tôi biết, ông có thể cho tôi biết rằng là tôi nên trả lời cái đơn kiện này như thế nào, hay là tôi sẽ cố vấn cho ông rằng là đây luật lệ nó như thế nào và ông có đồng ý cho tôi viết như vậy không. Tôi nghĩ rằng, cá nhân của tôi nghĩ là luật sư của Bộ Tư pháp ít hay là nhiều cũng đã phải tham khảo với lại văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence trước khi mà họ trả lời. Chứ còn những người mà gọi là không có tham khảo trước với lại sếp của mình, mà trước khi có những cái câu trả lời như vậy đó, thì những người đó họ không có tồn tại lâu được ở trong cái guồng máy chính phủ. Thì thưa quý vị, đó là cái sự nhận xét của tôi về vấn đề mà gọi là guồng máy chính phủ khi mà họ làm việc với nhau.
Không biết quý vị nghĩ đúng hay sai. Nếu quý vị nghĩ rằng là cái giả thuyết thứ nhất là nó đúng, đó là họ đã tham khảo với ông Pence rồi và ông Pence kêu họ viết như vậy, thì xin quý vị viết lại comment ở dưới. Nếu mà quý vị nghĩ tôi sai thì quý vị cũng viết rằng là tôi không nghĩ như vậy. Chắc nhân viên của Bộ Tư pháp họ đơn phương họ làm mà họ không có tham khảo trước với người sếp của họ. Xin quý vị cho chúng tôi cái sự phản hồi rằng là quý vị nghĩ trong trường hợp này ông Pence đã phản ứng như thế nào. Và thưa quý vị, đó là cái bản tin quan trọng cuối cùng trong ngày hôm nay. Dĩ nhiên rằng là sau khi ông Pence đã có câu trả lời, thì từ đây cho tới ngày thứ hai hay thứ ba của tuần tới, chắc chắn rằng cái vị thẩm phán liên bang đó phải có sự phán quyết. Ông phải ra một cái quyết định rằng là ông có tiếp tục thụ lý cái hồ sơ này nữa hay không, hay là ông sẽ bác cái đơn kiện này. Cũng trong ngày hôm nay, thì luật sư của Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ kiểm soát cũng đã gửi thư đến và yêu cầu là tòa án liên bang ở đơn vị đó, ở cái khu vực Texas, nên bác bỏ đơn kiện của dân biểu Louis Gohmert, tại vì họ lập luận rằng, hay là Hạ viện lập luận rằng là ông Gohmert này, ông không có cái standing, ông không có cái cơ sở pháp lý để mà đứng ra kiện. Thưa quý vị, một lần nữa, xin chúc cho quý vị hy vọng rằng là có được một cái đêm giao thừa thật sự là bình an, thật sự là hạnh phúc bên những người nào mà quý vị cho là quan trọng nhất trong cuộc sống của quý vị, và cố gắng giữ sức khỏe. Thay lời Diệp xin hẹn quý vị lại vào chương trình của năm 2021.